Chào mừng quý vị đến với bản tin đầu tư Hoa Kỳ của Imika TV. Bức tranh thực tế của thị trường nhà ở tại Mỹ đang được giới chuyên gia nhận định là có sự tăng trưởng ổn định và là động lực tốt cho sự phát triển trong những năm tiếp theo. Theo dự báo của giới chuyên gia, trong vòng 2 năm từ 2018 đến 2020, thị trường nhà ở sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là phân khúc nhà ở được xây dựng mới. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ xoay quanh chủ đề sự tăng trưởng của thị trường nhà ở tại Mỹ trong giai đoạn từ nay cho đến năm 2020. Nhiều chuyên gia đang dự đoán thị trường nhà ở tại Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ trong năm tới. Theo báo cáo của Zillow, giá trị thị trường nhà ở tích lũy trong năm 2018 với giá trị đạt hơn 33,3 ngàn tỷ đô, trong đó thị trường California chiếm 1/3 giá trị tăng trưởng, và 160.000 căn nhà mới được xây dựng mỗi năm cho đến năm 2024, trải dài trên khắp Los Angeles, San Diego, San Francisco, Miami, New York. Theo chuyên gia dự đoán Eric Fox, phó chủ tịch mô hình thống kê và kinh tế Mỹ Vero Forecast, các thị trường dự báo hàng đầu cho thấy sự tăng giá trong khoảng 10% đến 11% sẽ rơi vào ở Seattle, Washington 11.2%, tiếp theo là Portland, Oregon 11.1% và Denver, Colorado 9.9%. Những vùng này có nền kinh tế mạnh mẽ, dân số ngày càng tăng và được đầu tư nhiều dự án mở. Riêng nhà kinh tế học vĩ mô Ian Jefferson cho biết hành vi mua nhà xây dựng mới có thể sẽ tăng trưởng bất ngờ. Trong chu kỳ này sẽ có sự cân đối giữa các thị trường bất động sản nhà ở Hoa Kỳ. Thị trường nhà ở tại Mỹ đã và đang được ảnh hưởng bởi những yếu tố rất tích cực sau đây. Thứ nhất, chính phủ đã điều chỉnh lãi suất ở mức vừa phải. Thứ hai, ít rủi ro về tai nạn nhà ở hầu hết các thành phố. Thứ ba, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nới lỏng. Thứ tư, nền kinh tế đã tiếp tục vào chu kỳ kinh doanh dài nhất lịch sử. Yếu tố cuối cùng tác động tích cực đến thị trường bất động sản tại Mỹ đó là kể từ năm 2017, ông Donald Trump lên làm tổng thống, thì việc kinh doanh, đầu tư cũng như là việc làm tại Mỹ đã phát triển rất mạnh mẽ. Điều đó đã làm giá nhà ở tại Mỹ tăng cao. Đó chính là điều kiện hoàn hảo để đầu tư vào bất động sản tại Mỹ. Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ hotline 0902 997 933. Chương trình hôm nay của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.